Hello, xin chào mọi người. Và hiện tại thì mình lại đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser. Và trong kính máy quay thì là một khách hàng. Là hôm nay chị quyết định qua DK để thực hiện là combo xóa sửa mày. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị Hiền một chút để lắng nghe lý do tại sao chị lại quyết định chọn lựa DK để gửi gắm cặp lông mày nhé. Dạ, em trai chị Hiền ạ. Vâng, chị Hiền ơi, chị có thể chia sẻ một chút là vì sao hôm nay chị lại lựa chọn DK để gửi gắm cặp lông mày của mình được không ạ? Em cũng tìm hiểu lâu rồi, cũng có tìm hiểu qua nhiều chỗ rồi thì cảm thấy cái công nghệ ở bên mình nó tốt ấy. Nên em muốn qua thử đấy. Em cũng sợ nhất là đi bắn nó bị cháy hỏng lông mày ấy, với lại sợ đau thì thấy cái công nghệ của bên mình nó làm không làm cháy trụi lông, nên em muốn qua đây làm thử. Thế như chị Hiền nói như vậy chắc là chị cũng nghiên cứu về đi cây khá là lâu rồi đúng không chị? Vâng ạ, cũng lâu rồi. Thì không biết là cái tình trạng lông mày của mình như vậy là mình làm được bao nhiêu lâu rồi chị nhỉ? Em làm được tầm 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi. Và như em thấy thì là mình đang làm công nghệ cũ, mình làm full xăm đúng không chị? Vâng ạ. Thì với cái cặp mày này thì lần này chị quyết định sửa lại thì chị mong muốn gì sau khi mà mình sửa được cặp lông mày này ạ? Em bắn được cho nó nhạt đi và làm mới lại, làm công nghệ mới làm sợi ạ, nhìn cho nó tự nhiên hơn. Bởi vì cái lông mày cũng còn cái lông mày cũng nhìn nó bị cứng và bị giữ cho nó hơi đen, làm cái khuôn mặt của mình còn hơi bị cứng đi nữa đúng không chị? Và như chị chia sẻ thì chị cũng có tìm hiểu và chị sợ đau đúng không ạ? Sợ đau tại vì rất là nhiều khách hàng đến bên em cũng rất là lo, bởi vì mọi người sợ là sợ đau, vì nói đến là laser ấy thì mọi người sẽ hay nghĩ là sẽ bị tổn thương vùng da. Thì không biết là chị đến đây chị cũng tìm hiểu như vậy thì chị đã xem những cái live stream phát trực tiếp của bên em trước rồi đúng không? Vâng, có xem rồi. Và hôm nay thì qua những cái gì mình tìm hiểu trên Facebook rồi, hôm nay mình sẽ trực tiếp trải nghiệm chị nhé. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình sẽ cho em một đôi chút nhận xét về công nghệ laser tại DK chị nhé. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ em sẽ mời chuyên gia thực hiện laser cho mình luôn. Và ngay bây giờ thì chuyên gia Hương Giang của chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện laser cho chị Hiền. Và như các bạn cũng thấy là lông mày của chị Hiền hiện tại thì đang rất là cứng và đậm, bởi vì chị Hiền có làm mày là cách đây cũng khoảng 4-5 năm rồi. Và lúc đấy thì chị làm là công nghệ cũ, công nghệ full, cho nên là cái dáng mày rất là cứng, không phù hợp với gương mặt và làm cho gương mặt của chị có phần dữ hơn một chút. Và khi mà chúng ta thấy là chị đang thực hiện laser rồi, nhưng mà tia laser tác động đến đâu thì sẽ là làm mờ đi phần mực đến đấy, bởi vì tia laser tại DK chỉ tác động và phá vỡ đi cấu trúc của hạt mực chứ không hề làm tổn thương vùng da. Và phần lông mày của chị thì còn nguyên, cũng không hề có dấu hiệu trắng cháy trụi lông nhé. Em mời chuyên gia thực hiện nút bên còn lại. Và một ưu điểm nữa của siêu laser Bicomax 2022 tại DK đấy là rút ngắn thời gian thực hiện cho khách hàng gấp 4 lần, có nghĩa là chỉ sau 5 ngày là khách hàng có thể sử dụng laser lần tiếp theo để rút ngắn cái liệu trình nhanh nhất có một cặp mày mới cho mình và không hề gây tổn thương. Sau 15 phút thực hiện laser là khách hàng hoàn toàn có thể kẻ vẽ bình thường rồi. Và bây giờ thì chị Hiền sẽ cùng xem cái kết quả của mình sau một lần đầu laser tại DK nhé. Và chị cho em xin một chút nhận xét. Chị có thể cầm gương để mình nhìn cho rõ và chị cho em xin một đôi lời nhận xét nhé. Nó mờ đi và cũng mờ đi nhiều nữa. Dạ vâng ạ. Và chị có thể thấy là phần lông mày của mình không hề có dấu hiệu tổn thương, không bị cháy. Vâng ạ, không hề trắng cháy trụi lông như mình sợ đúng không chị? Dạ. Vâng, thì cái nỗi lo ban đầu của chị là sợ đau này và sợ tổn thương thì đã được đi cây xóa tan chưa ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Và chị ơi, chị có thể giúp em là tại vì rất là nhiều khách hàng có cái nỗi sợ như mình ấy, thì chị có thể nhắn nhủ cho em đôi lời để các bạn đang xem live stream này cũng có động lực đi làm đẹp hơn được không? Mọi người cứ tự tin là nó không đau đâu. Và chỉ hơi châm chích nhẹ thôi. Dạ vâng ạ. Và để làm đẹp thì hoàn toàn là xứng đáng luôn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Thì em cảm ơn chị Hiền với những chia sẻ rất là chân thành của chị, rất là chân thật của chị trong ngày hôm nay. Và các bạn đang theo dõi live stream ngày hôm nay thì hãy cùng chờ đón kết quả cuối cùng của chị Hiền sau khi đã hoàn thành cái combo là xóa sửa lông mày tại DK nhé. Còn nếu như các bạn đang có vấn đề gì về mày môi mí thì inbox lên cho fanpage để tư vấn tốt nhất từ chuyên gia. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Em cảm ơn chị Hiền ạ.